Chào các em, hôm nay cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 1, trang 41, sách giáo khoa sinh học 9. Đề bài như sau. Nêu những điểm khác nhau giữa nhiễm sắc thể giới tính và nhiễm sắc thể thường. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nghiên cứu lại mục 1 La Mã, nhiễm sắc thể giới tính, trong bài 12, cơ chế xác định giới tính, sách giáo khoa sinh học 9, trang 38. Như các em đã biết, ở các loài sinh sản hữu tính, trong các tế bào lưỡng bội, bên cạnh các nhiễm sắc thể thường, tồn tại thành từng cặp tương đồng, giống nhau ở cả hai giới tính. Còn có một cặp nhiễm sắc thể giới tính, có thể là tương đồng hoặc không tương đồng. Vậy, nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính khác nhau ở điểm nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào lời giải chi tiết. Thứ nhất, nhiễm sắc thể giới tính tồn tại một cặp trong tế bào lưỡng bội, còn nhiễm sắc thể thường tồn tại nhiều cặp ở trong tế bào lưỡng bội. Nhiễm sắc thể giới tính tồn tại thành cặp tương đồng, ký hiệu là XX, hoặc không tương đồng, ký hiệu là XY. Còn nhiễm sắc thể thường luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng. Nhiễm sắc thể giới tính quy định giới tính và các tính trạng thường liên quan đến giới tính. Còn nhiễm sắc thể thường chỉ mang gen quy định tính trạng thường của cơ thể. Như vậy, cô cùng với các em đã trả lời xong câu hỏi số 1, trang 41, sách giáo khoa sinh học 9.